Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc một nam tài xế xe ôm đã đổ xăng thiêu một người đàn ông ngay tại một quán bia ở thành phố Hà Nội vào ngày 22 tháng 2, thì mới đây, Công an của quận Hoàng Mai, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hoan là tài xế xe ôm sinh năm 1959, trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, đối tượng Nguyễn Văn Hoan, như quý vị và các bạn đang nhìn thấy tại đây, đang ở khu vực bến xe nước ngầm tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, thì phát hiện vợ và một người đàn ông khác đi từ hướng nhà nghỉ ra. Vợ của ông Nguyễn Văn Hoan là bà N, sinh năm 1971, bán nước chè tại bến xe nước ngầm. Còn người đàn ông đi cùng bà N là ông H, sinh năm 1969, trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Lúc này, thì ông Nguyễn Văn Hoan đã gọi ông H để nói chuyện, thế nhưng mà người này đã bỏ chạy. Theo hình ảnh ghi lại được từ camera an ninh, vào chiều 22 tháng 2, khi mà ông H đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia có tên là TD nằm trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, như quý vị và các bạn đang thấy ở đây, thì đối tượng Hoan đã tiến vào đổ xăng lên đầu của ông H và châm lửa đốt. Gây án xong thì Hoan đã rời khỏi hiện trường. Còn về phía nạn nhân thì ông H bị bỏng toàn thân 98%, rất nguy kịch và đang được cấp cứu cũng như điều trị trong bệnh viện. Nhận được tin báo thì lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Ngày 23 tháng 2, ông Hoan đã tới cơ quan công an để đầu thú về hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra thì ông Hoan khai nhận rằng động cơ gây án của bản thân là do nghi ngờ vợ của mình là bà N có quan hệ ngoài luồng với ông H. Do không biết nhà ông H ở đâu, thế nên là ông Hoan đã đi xe máy long vòng để tìm kiếm và cuối cùng thì cũng tìm thấy ông H đang ngồi uống bia cùng với bạn. Sau đó thì ông Hoan chạy xe xuống khu vực Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để mua 20.000 đồng tiền xăng, qua đó đựng vào một chai nhựa. Và gần tới khoảng 16 giờ ngày 22 tháng 2, phát hiện ông H đang uống bia thì ông Hoan đã ập vào đổ xăng lên người ông H rồi châm lửa đốt. Ông Hoan thì cũng khai thêm rằng sau khi gây án, ông đã về nhà kể lại sự việc với con rồi mới đi đầu thú. Trong khi đó, bà N là vợ của ông Hoan khẳng định không hề có chuyện ngoại tình với ông H. Cơ quan công an cũng đang củng cố lời khai nhân chứng, trích xuất camera, khám nghiệm hiện trường để củng cố tài liệu, qua đó có thể xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hoan theo đúng quy định của pháp luật. Để hiểu rõ hơn về vụ việc này dưới góc độ của pháp lý thì chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Xin mời trường quay kết nối. Thưa tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, luật sư đánh giá như thế nào về tính chất của vụ việc này? Và với hành vi là tẩm xăng lên người khác để đốt như vậy thì hình phạt đang chờ ông Nguyễn Văn Hoan sẽ như thế nào? Với thông tin kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra thì rõ ràng là hành vi của người đàn ông đã đổ xăng lên đầu người khác và châm lửa đốt là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Chính vì vậy là với cái diễn biến thông tin ban đầu như vậy, kết quả xác minh làm rõ danh tính của nghi phạm và làm rõ danh tính của nạn nhân cũng như là xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân thì việc cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra là có căn cứ và đúng pháp luật. Quá trình điều tra vụ án này thì cơ quan điều tra sẽ hoàn thiện hồ sơ rồi chuyển thẩm quyền đến công an thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. Và với cái tình tiết như vậy thì bị can này sẽ phải đối mặt với cái tình tiết định khung là hành vi có tính chất côn đồ vì lý do nhỏ nhặt mà có thể sát hại nạn nhân. Và trong tình huống này, nạn nhân bị bỏng rất nặng và đang được cấp cứu, tính mạng thì chưa biết là có bảo vệ được không. Tuy nhiên trong trường hợp, kể cả trường hợp nạn nhân không chết, thì hành vi này vẫn bị xử lý về tội giết người. Theo quy định của pháp luật là tội giết người có cấu thành hình thức chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm với mong muốn hoặc là bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra là hành vi cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc là nạn nhân có tử vong hay không. Chính vì vậy là dù nạn nhân có tử vong hay không tử vong thì đối tượng trong vụ việc này sẽ bị xử lý hình sự tội giết người và hình phạt sẽ phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc là tử hình. Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ của hành vi vi phạm, căn cứ vào nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nếu trong trường hợp mà nạn nhân không chết thì có thể đối tượng sẽ được áp dụng cái tình tiết là phạm tội chưa đạt về hậu quả, cho nên là cái hình phạt có thể không quá 20 năm tù. Còn nếu trong trường hợp nạn nhân tử vong
thì hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc là tử hình. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, ngoài cái việc là cấp cứu cứu chữa cho nạn nhân thì sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng, đồng thời là xác định cái yếu tố nhân thân của đối tượng để làm căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật. Và cái vụ việc này dù là có nguyên nhân từ ghen tuông, và việc ghen tuông đấy có thể là có cơ sở chăng nữa, thì có chăng cũng chỉ là tình tiết có thể giảm nhẹ một phần, xác định cái nguyên nhân động cơ chứ không phải là căn cứ có thể loại trừ trách nhiệm hình sự. Chính vì vậy vụ việc như thế này sẽ là bài học cho những người ghen tuông mù quáng, chỉ vì ghen tuông, chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc hành vi của mình mà dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội, để bản thân vướng vòng lao lý và gây xâm hại đến tính mạng sức khỏe của nạn nhân và gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Và cái việc giải quyết vụ án này sẽ là bài học cho cái nghi phạm này cũng như là cho nhiều người khi mất bình tĩnh, không làm chủ cảm xúc đối với những vụ việc ghen tuông như vậy. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết ghen tuông là một dạng bản năng của con người. Những biểu hiện nhẹ nhàng của ghen tuông thì có thể là hờn dỗi nhau hay chỉ là buông một vài câu nói. Thế nhưng khi một đối tượng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì rất dễ dẫn tới hành vi đánh ghen, thậm chí là làm hại tới sức khỏe và tính mạng của người khác. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương, giảng viên khoa tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, thì ghen tuông không thể loại bỏ mà chỉ có thể kiểm soát bằng lý trí, khả năng tự làm chủ bản thân hoặc thông qua những mối quan hệ ở trong xã hội một cách tích cực. Ở góc độ tâm lý và y học thì hành vi đánh ghen có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Không những vậy thì đánh ghen có thể ảnh hưởng trực tiếp tới trí não, làm giảm trí thông minh, tiêu tán độ hấp dẫn cũng như nhân cách của con người. Tuy nhiên, ghen tuông ở một mức độ nhất định có tính tích cực thì nó chứng tỏ tình cảm giữa hai bên vẫn còn sâu nặng và góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai người. Thế nhưng nếu mà không kiểm soát được thì sẽ dẫn tới những hậu quả rất khó lường và dẫn tới những lời nói, những hành vi thiếu kiềm chế, dẫn đến các hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, thậm chí là gây thương tích và có thể là giết người. Thưa quý vị và các bạn, ai cũng muốn giữ gia đình của mình hạnh phúc. Chúng ta nên có những giải pháp phù hợp để đôi bên cùng lắng nghe và tìm ra giải pháp chung, tránh làm ảnh hưởng tới con cái và đặc biệt là không ảnh hưởng tới tinh thần, thể chất và sức khỏe của chính mình. Nếu tất cả mọi người đều hiểu rõ các giới hạn của mình trong mọi mối quan hệ, kiềm chế tốt cảm xúc của bản thân và không cho phép mình vượt qua những giới hạn đó, thì chắc chắn những hành vi đánh ghen nghiêm trọng tiêu cực như thế này sẽ dần biến mất khỏi xã hội. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.